độ loa công suất và độ loa hiệu suất. Rất nhiều anh em xem clip của tôi đang bị nhầm lẫn giữa hai vấn đề này. Cứ nghĩ rằng độ vài trăm triệu lên trên xe là nó phải đập rầm rầm như sàn như bà, long trời lở óc. Anh em đang bị nhầm lẫn một chút. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ sâu về cách mà anh em chúng tôi độ loa. Thế thì như anh em đang hiểu, độ lên xe nó rầm rầm như vậy là độ loa theo kiểu đánh show, tức là công suất lớn. Anh em lắp đặt rất là nhiều loa công suất lớn ở phía cốp xe, ở bên cánh xe. Khi chúng ta chơi nhạc thì chúng ta mở cốp xe ra, chúng ta đánh rầm rầm kết hợp với tín hiệu đèn rồi khói xương các kiểu, thì đấy là cách độ loa công suất lớn. Còn cách mà anh em chúng tôi đang độ loa hiện tại cho các xe đến vài trăm triệu thì cách này là cách chúng tôi độ kiểu sound quality, tức là độ loa hiệu suất cao. Trang bị tất cả những thiết bị cao cấp đắt tiền hết số của các hãng loa lên trên xe, để khi mà lên xe chúng ta mở bài nhạc rất là nhỏ thôi nhưng mà nó tái hiện lại chân thực chi tiết tất cả các chi tiết của bản nhạc. Thì đấy là cách là anh em chúng tôi độ chơi kiểu sound quality. Và những người chơi sound quality như thế này ấy, thường là rất là sợ ồn ào, lên xe cũng vậy, họ không bao giờ nghe nhạc remix. Chúng ta tưởng tượng như thế này, phía táp lô xe của chúng ta là một cái hình hộp chữ nhật không gian 4 chiều như thế này, thì khi mà một bản nhạc chúng ta phát ra loa nó tái tạo lại, chúng ta sẽ phát hiện được âm thanh ở những cái điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này. Thì khi chúng ta nghe bài nhạc ấy thì ta sẽ có thể tưởng tượng được là những cái nốt nhạc đấy nó ở điểm nào, ở tầng này, lớp này, lớp này. Đấy thì nó không gian 4 chiều như vậy. Hoặc là cách dễ nhất anh em tưởng tượng là khi chúng ta nghe bài nhạc nó đánh từ cái đàn guitar. Thế thì một dàn âm thanh hiệu suất cao thì nó sẽ tái tạo được rất là chi tiết. Ví dụ khi tiếng đàn gảy ở cái dây to thì chúng ta phát hiện à, đây là tiếng đang gảy dây to. Reng 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 thì là những cái tiếng mà gảy ở những cái dây sắt nhỏ nhỏ bên dưới. Thì đấy là cách anh em chúng tôi chơi loa hiệu suất sound quality là như vậy anh em nhá.